chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 3, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phê chuẩn ông Đào Hồng Vận làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Triển khai hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đạt 99%. Hiệu quả từ nguồn lực đấu giá đất. Những xã phường trở về tên gọi xưa. Ngày 1 tháng 4, triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Hiệu quả công an chính quy về xã. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết số 1019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, đại biểu Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hưng Yên. Ông Đào Hồng Vận sinh ngày 22 tháng 4 năm 1973, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân nông học, cử nhân tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 7 năm 2021, ông Đào Hồng Vận trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, đến ngày 29 tháng 3, trên địa bàn tỉnh, kết quả triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đạt 99%. Sau gần 20 ngày, từ khi hội nghị triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản chỉ đạo quán triệt các phòng, chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, chú trọng đôn đốc, rà soát, nắm bắt những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng người nộp thuế trong quá trình thực hiện, nhằm phân loại đối tượng thực hiện từ dễ đến khó để xây dựng kế hoạch triển khai. Lãnh đạo các đơn vị cũng giao chỉ tiêu cho từng bộ phận, từng công chức để đôn đốc tuyên truyền về việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đến nay đã có 175 trên 176 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Còn duy nhất một cửa hàng thuộc chi cục thuế khu vực Phù Cừ, Tiên Lữ chưa thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đồng thời yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Sáng nay, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Tổ chức Đấu giá Đất ở của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên. Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 năm 2024 và là phiên đấu giá sôi động nhất trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay. Kết quả đã có 26 trên 50 thửa đất trúng đấu giá, với tổng số tiền trúng đấu giá trên 77 tỷ 680 triệu đồng. Trong đó, 16 trên 16 thửa đất khu dân cư mới phường Lam Sơn sau khu đô thị Tân Phố Hiến đấu giá thành công. Giá trúng đấu giá tại khu vực này từ 33 triệu 900 nghìn đồng đến 45 triệu đồng trên 1 mét vuông, tăng gấp đôi so với giá khởi điểm. Ngoài ra, 8 trên 9 thửa đất khu dân cư mới phường Hồng Châu đấu giá thành công với mức giá trúng từ 16 triệu 800 nghìn đồng đến 19 triệu 400 nghìn đồng một mét vuông, tăng 10 đến gần 20% giá khởi điểm. Khu dân cư mới xã Hồng Cường, địa điểm phía nam nhà văn hóa thôn Phượng Hoàng, trúng đấu giá 2 trên 21 thửa đất, giá trúng là 8 triệu 400 nghìn đồng một mét vuông, sát với giá khởi điểm. Còn lại 4 thửa đất khu dân cư mới xã Hồng Cường, địa điểm phía đông đường liên xã Phú Cường Hồng Cường không đủ điều kiện về số lượng người tham gia đấu giá nên không tổ chức đấu giá. Các thửa đất đấu giá đợt này có diện tích từ hơn 90m2 đến hơn 180m2 một thửa. Việc thành phố đẩy nhanh tiến độ các phiên đấu giá đất nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân, khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Phát huy tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, quỹ đất của địa phương. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã làm tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giúp các địa phương khai thác tối đa nguồn thu từ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại các địa phương.
Trước đây do không có điểm trường tập trung nên các cháu nhỏ và giáo viên của trường mầm non Gia Thành Công phải học tạm ở các điểm nhà văn hóa thôn xuống cấp, việc dạy và học khó khăn và kém hiệu quả. Tuy nhiên sau khi được đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí bán đất đấu giá của xã, cuối năm 2022, trường mầm non xã Thành Công đã được xây mới khang trang với các hạng mục phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn với kinh phí trên 50 tỷ đồng. Do đó công tác giảng dạy của nhà trường có bước chuyển biến rõ nét. Trước đây thì là các phụ huynh là hay gửi ở các nơi khác. Từ khi có trường mới là phụ huynh không gửi ở nơi khác nữa mà về tập trung gửi đây. Là thứ nhất là rất là khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị thì hiện đại và giáo viên thì rất là quan tâm đến các học sinh. Khi có cơ sở vật chất khang trang hiện đại như này cũng là một cái bàn đạp để đội ngũ chúng tôi đẩy mạnh cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Trong thời gian có hơn 3 năm thì nhà trường chúng tôi đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2023, qua hai đợt đấu giá quyền sử dụng đất khu đất giãn dân, xã Thành Công đã đấu giá được 55 suất với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Từ nguồn đấu giá đất địa phương đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng, bao gồm đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa xã, các công trình phúc lợi. Việc phân bổ nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất được chính quyền địa phương thực hiện kịp thời, hợp lý với các hạng mục cần xây dựng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn chúng tôi cũng xác định là sử dụng cái nguồn vốn từ cái việc đấu giá quyền sử dụng đất là có lộ trình và ưu tiên những cái hạng mục công trình là thiết thực và những cái hạng mục mà đã xuống cấp. Tính đến tháng 12 năm 2023, huyện Khoai Châu đang triển khai các bước để đấu giá quyền sử dụng đất với 24 dự án do huyện và xã làm chủ đầu tư với diện tích cần thu hồi khoảng 66 ha. Năm 2023, tổng thu tiền đất từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn là trên 340 tỷ đồng. Trong năm 2022 và 2023, thị trấn Khoai Châu được thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất là khoảng 50 tỷ. Chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng là trường mầm non này, phòng học trường của tiểu học này, xây dựng hai tuyến đường giao thông nông thôn này, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư và cải tạo nâng cấp cái khuôn viên công trình phụ trợ tại ủy ban dân thị trấn Quế Châu, đang xây dựng cái công trình trụ sở làm việc của công an thị trấn Quế Châu. Sau một thời gian dài, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, mức độ quan tâm của người dân đến loại hình đất bán đấu giá có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2023 trở lại đây, thị trường bất động sản đang có nhiều khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch, trong quý 1 năm 2024, huyện Khoai Châu dự kiến sẽ tiến hành các phiên đấu giá tại các xã Đông Tảo, Đông Kết, Chí Tân, An Vĩ. Nguồn thu từ hoạt động đấu giá đất đối với các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần đưa huyện Khoai Châu nói chung và các địa phương nói riêng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Để đảm bảo tiến độ thi công đường DH20 nối từ xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đến xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang có chiều dài gần 2 km sớm hoàn thành. Thời gian qua, trên 50 hộ dân thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than đã tự giác tháo dỡ công trình phụ, tường bao của gia đình để làm đường giao thông. Với mong muốn giúp nhân dân địa phương có được con đường khang trang sạch đẹp để phát triển kinh tế, huyện Yên Mỹ đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng làm đường DH20, trong đó tuyến đường sẽ được giải áp phan, có chiều rộng khoảng 7 mét, lề hai bên mỗi bên 1 mét. Ngoài ra chính quyền xã cũng vận động được trên 50 hộ dân dọc hai bên đường tự giác phá tường bao các công trình phụ của gia đình để bàn giao cho đơn vị thi công. Con đường sớm hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho người dân được lưu thông an toàn, phát triển kinh tế cũng như hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để rất nhiều năm nay thì con đường này nó đã xuống cấp rất là trầm trọng. Trước cái sự phản ánh cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, được sự quan tâm của huyện thì đã tạo điều kiện là đầu tư hiện tại bây giờ là đang thi công rất là khẩn trương. Trong số 35 xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, thì có nhiều xã, vốn trước đây là một xã, và có nhiều nét lịch sử văn hóa tương đồng. Vì vậy, việc sắp xếp đợt này không chỉ có nhiều thuận lợi mà còn bổ trợ nhau để phát triển kinh tế xã hội. Xã Dạ Trạch và xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, trước đây là một xã mang tên xã Phạm Hồng Thái. Đây là một xã có cùng nét văn hóa tương đồng, cùng thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử Tiên Dung.
Cụ Nguyễn Ngọc Doản, năm nay 92 tuổi, nhưng vẫn nhớ như in ngày ấy, tên, xã, tên làng với bao nhiêu ký ức của một thời kỳ phát triển. Khi cách mạng tháng 8 thành công, thì năm thôn Yên Vĩnh, Xuân Đình, Hàm Tử, Đức Nhuận Thượng, Đức Nhận Hạ, năm thôn này, và cái thôn Thủy Cơ thì sát nhập vào đây thành cái xã Phạm Hồng Thái. Xã đầu tiên của cách mạng tháng 8 thành công là xã Phạm Hồng Thái. Khi có xã Phạm Hồng Thái thì tuyệt vời lắm, rất nhiều hoạt động. Còn hai xã Minh Tiến và Tiên Tiến của huyện Phù Cử trước đây là một xã mang tên Tiên Tiến. Năm 1957 mới tách thành hai xã như hiện nay. Giờ đây, xã Minh Tiến đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất, còn xã Tiên Tiến hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Một địa phương có thế mạnh trong sản xuất nhất, phát triển cây vải lai, một địa phương có thế mạnh về giáo dục với truyền thống hiếu học và cơ sở vật chất, trường học khang trang sẽ bổ trợ để cùng phát triển kinh tế xã hội. Việc sáp nhập giữa hai xã Minh Tiến và Tiên Tiến chúng tôi thấy là nó rất phù hợp mà nó tạo điều kiện phát triển cho nhân dân rất là tốt. Minh Tiến thì hỗ trợ tôi về phát triển cây vải nai chín sớm. Bên chúng tôi được phát triển là hỗ trợ cho bên Minh Tiến về giáo dục. Chúng tôi cũng đã triển khai từ năm 2023, đã tổ chức họp toàn thể đảng bộ đến tuyên truyền đến các đồng chí cán bộ đảng viên để công chí nắm được, rồi giao cho các ngành đoàn thể, các chi bộ, các thôn tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, đảng viên của mình để nắm được chủ trương. Sau một thời gian tuyên truyền vận động thì đến thời điểm này thì đại bộ phận cán bộ đảng viên và đặc biệt là cử tri là đều đồng tình, ủng hộ và nhất trí theo phương án sắp xếp đối với lại xã Tiên Tiến và về sáp nhập với lại xã Minh Tiến. Trong số 35 xã phường thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, có nhiều xã phường trước đây là một như phường Quang Trung, Lê Lợi, vốn là phường Lê Lợi, xã Thành Công, Nhuế Dương, trước đây là xã Nguyễn Huệ, xã Thọ Vinh, Phú Thịnh, trước đây là xã Phú Nham, xã Minh Phượng, Cương Chính, trước đây là xã Cương Chính, xã Đồng Tiến, Hồng Tiến, trước đây là xã Đồng Tiến, xã Nhân La và xã Vũ Xá, trước đây là xã Diên Hồng. Vì vậy, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính lần này cơ bản thuận lợi. Phường Lê Lợi, phường Quang Trung thì trước đây là một phường, thế và có những cái sự tương đồng cả về vị trí địa lý, rồi là dân cư, rồi là các cái điều kiện kinh tế, xã hội và các cái nét văn hóa thì rất là tương đồng. Và chúng tôi cũng nhận thấy là công tác sáp nhập Phường Lê Lợi Quang Trung thì cũng rất là thuận lợi. Việc trở lại tên gọi xưa của các xã phường sẽ đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri đúng theo quy định tại nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2023. Vào tháng 12 năm 2023, Thủ tướng đã ban hành quyết định 03 về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Mục đích của việc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở ra soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê Quản lý Phục vụ nghiên cứu phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Đối với lĩnh vực dân số và nhà ở thì 10 năm mới tổ chức tổng điều tra một lần. Những năm không tổ chức tổng điều tra thì Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm vào thời điểm 1 tháng 4. Tuy nhiên, mẫu điều tra hàng năm chỉ đại diện đến cấp tỉnh, không đại diện đến cấp huyện. Vì vậy, giữa hai cuộc tổng điều tra phải tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ nhằm các mục đích cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện sau 5 năm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. So với các cuộc điều tra trước về dân số, điều tra dân số giữa kỳ 2024 có một số điểm mới như góp phần thực hiện đề án 06, dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng và là một trong những cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Đối tượng điều tra có sự thay đổi. Đối tượng điều tra của điều tra dân số giữa kỳ năm 2024
là hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Bên cạnh đó, trong cuộc điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 lần này, người có quốc tịch nước ngoài lần đầu tiên được đưa vào là đối tượng điều tra nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn thống kê và khuyến nghị của quốc tế về thống kê dân số cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau. Điều tra dân số và nhà ở thu thập thông tin về 7 nội dung chính sau. Thứ nhất là thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ. Thứ hai, thông tin về di cư. Thứ ba là thông tin về giáo dục. Thứ tư là thông tin về hôn nhân. Thứ năm là thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 10 đến 49 tuổi. Thứ sáu là thông tin về người chết của hộ. Thứ bảy là thông tin về nhà ở và các điều kiện sống của hộ. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1 tháng 4. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 tại thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Văn Lâm luôn chú trọng hỗ trợ phát triển làng nghề có thế mạnh và tiềm năng trên địa bàn, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu nông nghiệp của huyện. Các làng nghề thu hút trên 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động, với thu nhập trung bình 5 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm tổng doanh thu tại các làng nghề trên địa bàn huyện đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Các làng nghề cũng đã tích cực đổi mới công nghệ sản xuất, ưu tiên phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Để hỗ trợ các làng nghề phát triển, huyện Văn Lâm đã triển khai thực hiện hiệu quả giải pháp như tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, cơ sở sản xuất được hưởng các chế độ ưu đãi về vốn vay, đất đai, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng, khuyến khích phát triển làng nghề theo nhiều loại hình như hộ sản xuất gia đình, tổ hợp tác xã nhằm hình thành những cơ sở sản xuất vệ tinh cho những doanh nghiệp lớn. Huyện đã bố trí nguồn ngân sách cho công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, tham gia các hội chợ thương mại ở trong và ngoài tỉnh để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được từ khi triển khai đến nay cho thấy, đưa công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân, sự phát triển của vùng nông thôn, nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, ghi nhận của phóng viên. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, hết việc không hết giờ, 5 cán bộ chiến sĩ công an xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ luôn lấy sự hài lòng của dân làm tiêu chí phấn đấu, quyết tâm giải quyết mọi yêu cầu của nhân dân có thể trong ngày. Hôm nay tôi đến xác nhận nhân thân về cái sổ hộ tịch hộ khẩu thì được các đồng chí công an hướng dẫn đầy đủ và làm nhanh gọn, rất hòa đồng và vui vẻ niềm nở đón tiếp dân. Ngoài việc chủ động phân công cán bộ chiến sĩ phụ trách từng khu vực dân cư, các cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên đi tuần tra, nắm bắt tình hình, phối hợp với công an viên đi tuần tra ban đêm, thường xuyên có mặt tại các khu trung tâm tụ tập đông người, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật đã giảm. Năm 2020 xảy ra 6 vụ việc với 19 đối tượng, thì đến năm 2023 chỉ xảy ra 2 vụ. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo niềm tin cho nhân dân. Từ khi có công an chính quy về, trộm cắp và đánh nhau, tệ nạn đua xe và các thứ, kể cả ma túy là không còn nữa. Nếu có công việc gì gọi các đồng chí được cũng đến có mặt ngay. Người dân thì rất yên tâm và phấn khởi. Công an xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử thường xuyên cắt cử 2 cán bộ trực giải quyết các thủ tục hành chính người dân tại trụ sở. Còn lại, chú trọng nhiều đến công tác tuần tra, nắm tình hình tại các thôn xóm, đặc biệt là khu chợ trung tâm, nơi thường xuyên tập trung đông người nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Điểm khác biệt là từ khi có công an chính quy, các vi phạm pháp luật về ma túy giảm và các vi phạm khác như trộm cắp tài sản và các tệ nạn khác cũng giảm theo. Chỉ tính riêng năm 2023, công an xã phối hợp với công an huyện phát hiện, bắt giữ, xử lý 16 vụ việc về ma túy. Riêng công an xã trực tiếp phát hiện, thụ lý 5 vụ. Tối thì anh cũng đi tuần tra liên tục, nhất là những cái dịp Tết anh đi tuyên truyền về pháo nổ rồi phòng cháy chữa cháy. Cái đối tượng về nghiện hút thì giảm rõ rệt. Dân là rất tin tưởng ở cách giải quyết nó nhanh gọn và nó trình tự của anh em công an chính quy. Khi công an xã chính quy về thì
cái tình hình an ninh trật tự của địa phương được cải thiện rõ rệt và các cái vụ việc đã giảm. Khi người dân có thông tin thì công an chính quy kịp thời giải quyết, giúp bên chính quyền giải quyết nhanh gọn kịp thời các thủ tục hành chính. Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm, tai tệ nạn, từ khi công an chính quy về xã, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc ở các địa phương đều phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao, thành lập mới nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, và đặc biệt là mô hình liên gia về phòng cháy chữa cháy và địa bàn không có ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.